Cái tiếng nó to lắm, đúng mà nó như xoáy vào tai. Phải nói là lớn tuổi cả, ngủ nghỉ nó không thất thường, cho nên rất là ồn. Buôn bán thì nhiều người nói, nếu quay nó lại thì cũng không có nghi. Hoạt động mỗi ngày khoảng 5 tiếng đồng hồ, hệ thống loa này phát đúng vào thời điểm người dân cần nghỉ ngơi, không muốn nghe vẫn bị đập vào tai, không thể tắt đi, cũng không thể dời nhà đi chỗ khác. Chính vì vậy mà nhiều người cảm thấy như mình đang bị cưỡng bức bởi âm thanh.